Xin kính chào quý vị. Sau đây, mời quý vị theo dõi phần bình luận với tựa đề Những vở diễn lố bịch. Bài viết hôm nay do chuyên biên Nguyễn Hữu Vinh biên soạn, Quang Trường trình bày. Thưa quý vị, chính trường của Việt Nam đã rối như nồi canh hẹ, và chỉ trong vòng có khoảng một năm thì hàng loạt vụ thanh trừng nội bộ lẫn nhau, những cú đánh knock out liên tục diễn ra giữa các đồng chí mà làm dân tình chóng mặt. Sự tấn công, hạ thủ lẫn nhau giữa các tinh hoa dân tộc theo cách gọi của Cộng sản với những kẻ tự nhận đứng đầu đám đầy tớ nhân dân ngày càng quyết liệt và bất chấp mọi thứ từ liêm sĩ cho tới dư luận. Chỉ trong mới nửa khóa riêng cái gọi là Bộ Chính trị thì con số bị đồng chí đốn ngã là 6/18, nghĩa là 1/3 đã bị ngã ngựa. Còn trong cái gọi là tứ trụ của triều đình Cộng sản, 4 chân tứ trụ bị bẻ gãy hết 2 chân, còn lại 2. Và 2 chân còn lại thì 1 chân, đó là Tổng Bí Thư, thì đã bị bại liệt mà vẫn tham quyền cố vị. Còn 1 chân nữa thì vẫn đang lung lay và có thể rụng bất cứ lúc nào các đồng chí muốn. Vẫn cứ ngày đêm âm thầm lo lắng nếu lại bị lôi ra ánh sáng lúc nào không hay, lại phải tự nhận thấy trách nhiệm trước đảng và nhà nước, cho nên có thể làm đơn từ chức. Như cách mà các đồng chí lãnh đạo quốc gia được ban ân thưởng mới đây. Cái tự nhận thấy này đã liên tục được lặp đi lặp lại cho các nguyên thủ quốc gia khi mà đã bị phát giác. Hiện nguyên hình là những tên tội phạm đã tham nhũng, đã ăn cướp tiền dân, bị lôi ra trước các đồng chí và bị ép là phải viết đơn từ chức như ngày xưa, được ban giải lụa hay là chén thuốc độc thời phong kiến để có thể tự nhận thức. Nói đến những điều này, để thấy rằng cái gọi là tổ chức đảng Cộng sản tự mệnh danh là trí tuệ, là khoa học, là tài tình, là tiên phong mà đám tuyên giáo cứ leo lẻo suốt ngày trên hệ thống truyền thông tuyên truyền. Thực chất là một đám hỗn quân, hỗn quan, ăn cắp như ranh, phá hoại như thuồng luồng, ngày càng lộ rõ bản chất của mình mà không thể giấu giếm. Trong quá trình đấu tranh nội bộ, theo cái gọi là của đảng đó là chống tham nhũng, những hành động của phe lò tấn công phe củi đã đến mức tạo ra một sự khủng hoảng lớn lao về nhân sự. Đến mức lâm vào tình thế không biết lấy ai mà làm việc, đúng như là lời của Nguyễn Sinh Hùng, là cựu chủ tịch, cái gọi là Quốc hội của Việt Nam, đã nói trước đây. Điều đó xảy ra chỉ vì đơn giản là chỉ có các đồng chí bị lộ sự các đồng chí chưa bị lộ mà thôi. Người ta có thể nghe hôm trước những lời từ miệng chính họ nói rằng việc gì có lợi cho dân thì ta phải hết sức làm, vì gì có hại cho dân, hết sức tránh. Để rồi ngay hôm sau thì họ hiện nguyên hình là những tên ăn cướp bẩn thỉu trắng trợn, là những kẻ mà chính hôm qua họ đã lên án, họ kết tội, họ hô hoán phải tiêu diệt. Bởi vì hôm qua thì họ không nghĩ là mình có thể bị lộ. Người dân, những kẻ được trăn dắt, được lãnh đạo, được hướng dẫn, được soi sáng từ đám cán bộ của đảng đang trong trận cuồng phong đấu đá quyền lực, chỉ biết nhìn vào mà ta thán, mà lắc đầu khiếp sợ. Rằng thì là hãy cẩn thận, các đồng chí với nhau thân thiết thế, sâu sắc thế. Hôm qua thì mới ôm vai bá cổ, sởi lởi đến mức có thể nghĩ rằng trái đất có thể nổ tung mà cái sự đoàn kết trong đảng không thể nào nhạt phai ấy. Thì hôm nay lôi nhau ra để mà xử trảm không thương tiếc như vậy. Huống chi là phận dân đen như là ngọn cỏ, cái kiến dưới chân của đảng. Điều nực cười đó là những trận đấu đá chém giết lẫn nhau khốc liệt ấy đã liên tục diễn ra trong những cái gọi là hội nghị trung ương hay là ủy ban kiểm tra trung ương, được thông báo ra dân chúng với những lời lẽ văn bản mà đảng cứ tưởng đám dân đen chỉ biết nghe và cứ tin như đã từng tin trước đây. Đảng không biết rằng dân ngày nay đã biết rõ cái bụng của đảng, biết rõ ràng về bản chất của cái gọi là tự nhận thấy trách nhiệm trước đảng và nhà nước ấy. Nó cũng chẳng khác mấy cái câu mà Nguyễn Phú Trọng đã nói rằng tôi đã xin thôi nhưng đảng vẫn cứ bầu và dân vẫn tín nhiệm, cho nên là đảng viên phải chấp hành. Sau một quá trình đấu đá căng thẳng quyết liệt kéo dài nhằm trụ lại cái chức vụ Tổng Bí Thư hết lần này cho tới lần khác để trừng trị những kẻ tham quyền cố vị trong đảng. Điều dễ thấy nhất, cái sự gọi là đoàn kết trong đảng mà Hồ Chí Minh đã dặn đi dặn lại đó là phải giữ gìn như là con ngươi của mắt mình. Thì nay, cái con ngươi ấy đang nổ tung, đang mờ mịt và bị chính các đồng chí tự chọc cho mù hẳn bởi những trận đấu đá khốc liệt tranh giành quyền chức, địa vị và
lợi lộc không thể che đậy trước dân chúng. Điều tai hại cho chính các đồng chí, cho đảng là mọi tin tức trong nội bộ của đảng dù đã giấu kín, dù đã bí mật hết sức thì vẫn bị chính các đồng chí đưa ra ngoài với những ý đồ rõ rệt và làm mất mặt đảng trong thương tiết. Dân tình biết rõ nội bộ của đảng đang rối rắm, những trận thư hùng ra sao, những tội lỗi sao được vạch ra, những pha kiếm ăn bẩn thỉu nào được moi đến, những nhân vật nào được chiếu tướng. Mọi thông tin oi âm thầy lại được đưa ra từ các thế lực thù địch mà cứ rõ mồn một, cứ đi trước thời đại như là đang đi trong bụng của đảng vậy. Đã từ lâu, cộng đồng mạng xã hội thay mặt cho ban tuyên giáo Trung ương thông báo sớm chính xác những diễn biến đằng sau hậu trường của các hội nghị họp hành của đảng để mà nhằm xử nội bộ. Những chi tiết về các cuộc hội họp, các nhân vật sắp lên đoàn đầu đài, những người chủ trương, những cầu thủ ra sân thi đấu, những nhân vật được hưởng lợi từ đó ra sao. Tất cả đều đã đi trước thời đại và thông báo rõ ràng đến tận từng người trên cộng đồng mạng trước cả tuần, cả tháng. Và sau đó thì Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương của đảng cứ lục tục kéo nhau về Hà Nội rồi ngồi họp hàng để ngơ ngác, để phát biểu, để giơ tay đúng như là những thông tin mà đám thế lực thù địch đã đưa từ rất lâu. Nghĩa là Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương đảng đã thực hiện rất nghiêm chỉnh và đầy đủ những tin đồn đã xuất hiện từ lâu trên mạng xã hội. Đến mức người dân mỉa mai với nhau rằng, vậy là cái việc tổ chức bộ máy chính trị của ta đã được Berlin, New York sắp xếp từ lâu. Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương đảng chỉ có thực hiện thủ tục, giơ tay theo các thông tin từ đó. Điều đó cũng có nghĩa là những trò phát biểu, những trò giơ tay, những cái gọi là họp hành, kỷ luật chỉ là những vở diễn, mà là những vở diễn tồi. Bởi vì những cái gọi là hội nghị, những cuộc họp hành bất thường và bình thường của đảng đều được người dân nhìn theo cách nhìn một trận đấu bóng đá, có tỷ số trước khi mà bóng lăn do nạn cá cược. Người ta đã biết rõ ràng chi tiết cái kết quả của những cuộc họp mà đảng sắp thông báo và chuẩn bị tiến hành. Đó là những vở diễn vô bổ, lố bịch và trắng trợn. Nó vô bổ bởi vì người ta chẳng thấy ý nghĩa nào có từ những cuộc họp, hội nghị, diễn tuồng ấy, ngoài việc sử dụng tiền dân cho những màn trình diễn ngây ngô. Nó lố bịch bởi vì những lời phát biểu, những cái giơ tay, những bộ mặt ra vẻ nghiêm nghị được đưa lên báo chí và truyền hình, người dân biết rất rõ là chúng đang đóng vai trò con rối trong vở kịch bất đắc dĩ mà kẻ giật dây đứng phía sau ngày càng lộ liễu. Nói trắng trợn, bởi đó là một sự lừa đảo người dân một cách thô bỉ nhất qua những màn bầu bán, giơ tay bổ nhiệm, giơ tay trước phế. Mà sau khi xong việc thì những kẻ giơ tay còn chẳng biết tại sao lại bổ nhiệm và vì sao lại phải giơ tay để trước phế những nhân vật đó. Những màn diễn ấy vẫn cứ liên tục được sử dụng, dù dân tình đã quá chán ngán với lại ba cái trò thề thốt, tuyên thệ của quan chức Cộng sản. Bởi đằng sau những lời thề của người Cộng sản là những hành động đi ngược lại những lời đẹp đẽ ấy. Và đằng sau những gương mặt tiêu biểu, điển hình ấy là những kẻ bán nước hại dân bằng chính chiếc ghế mà đảng giao cho chúng. Thưa quý vị, vừa rồi là phần bình luận với tựa đề Những vở diễn lỗ bịch. Bài viết của JB Nguyễn Hữu Vinh biên soạn, Quang Trường trình bày. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong phần bình luận lần tới. Xin kính chào.